Khó khăn lắm thì tôi mới tìm được spa đông y ở Sóc Trăng chất lượng đến như vậy. Dày dặn kinh nghiệm và tay nghề im đóng luôn đó mấy anh chị. Đặc biệt là có phòng xông hơi khô và xông hơi nước nữa nha. Phòng ốc thì tôi thấy mới mẻ sạch sẽ. Lại còn có thêm gội đầu dưỡng sinh nữa, quá là đã. Thì nơi đây là spa đông y Sống Khỏe, nằm ở 61 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Bước vào thì sẽ được các bạn nhân viên tư vấn nhiệt tình các gói dịch vụ ở đây. Thì mình thấy giá cả cũng hợp lý quá nè. Phòng chờ thì mình thấy hơi bị xịn sò luôn đó. Lên trên lầu sẽ là những phòng massage mới mẻ sạch sẽ và rất là đẹp luôn. Phòng gội đầu dưỡng sinh thì mình thấy cũng đầy đủ trang thiết bị hiện đại và cũng đẹp không kém. Giới thiệu như được rồi, mình đi thay đồ và đi trải nghiệm thôi. Ở đây mình thấy phòng xông hơi nước tương đối rộng rãi. Phòng xông hơi khô thì bên này xịn sò quá nè. Còn được mà ăn trứng luộc nữa, quá là đã. Sau đó mình sẽ đi lên lầu và massage body thôi. Ở đây massage body 60 phút mà chỉ có 170.000 và trị liệu cổ quay gáy thì 30 phút chỉ có 100.000 à. Thận khí hoàn 60 phút thì 200.000 nha. Ta nói mấy bạn ở đây dày dặn kinh nghiệm và tay nghề rất là êm luôn. Hắn tới đâu là lưu thông mạch máu tới đó, quá là đã. Massage từ đầu cho đến chân êm lắm là mình xém ngủ quên luôn nè. Sau đó sẽ là những màn bẻ xương như vậy nè, cực kỳ thoải mái. Còn được đắp hơi dược này kia nữa nè, tuyệt vời lắm. Ta nói rất là nhiều công đoạn luôn, bảo đảm làm xong là khỏe hẳn người. Mệt mỏi đau nhức mình mẩy vào đây, làm xong rồi là mình thấy đỡ ngay liền luôn đó. Còn chần chờ gì nữa, gọi ông xã hay người yêu đến đây làm đi nha. Xong hết các bước rồi mình sẽ qua đây để gọi đầu dưỡng sinh. Giá gọi đầu hư giãn 30 phút là 50.000. Ta nói gọi đầu rất là êm luôn, rất là nhiều bước đã lắm. Chưa hết đâu, còn được xếp tóc tạo kiểu nữa nè. Xong xuôi hết đi xuống dưới phòng chờ còn được mời uống trà nữa nha. Nói chung thì mình thấy tay nghề ở đây rất là êm. Phòng ốc thì mình thấy mới mẻ sạch sẽ hiện đại và giá cả cũng hợp lý nữa nè. Nên các bạn có thể lưu lại địa chỉ và đi thử nha. Địa chỉ cũng khá là dễ tìm, từ Tượng Đài thành phố Sóc Trăng. Sau đó các bạn ôm dòng xe qua qua đường Nguyễn Chí Thanh, chạy thêm một đoạn tới sân vận động đường Nguyễn Chí Thanh, nhìn xéo qua là các bạn sẽ thấy nha. Địa chỉ cụ thể nằm ở 61 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Sóc Trăng. Còn ai đã ghé đây rồi cho mình xin ý kiến, bye bye.